Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Chọn một tu bài, bạn sẽ sớm gặp họ chứ. Và các bạn sẽ chọn một tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Mình có hai tụ bài số 1 và tụ bài số 2. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn chọn lựa tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bơm bướm. Và trong trải bài các bạn có lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn có lá bài Knight of Swords, hiệp sĩ kiếm. Kế tiếp tức là các bạn có lá bài Two of Cups, hai ly. Và lá bài cuối cùng nữa các bạn có lá bài The Emperor. Sau đây mình xin giải thích trải bài cho các bạn. Và lá bài đầu tiên là lá bài hiệp sĩ kiếm. Nó đại diện cho cái thứ mà sẽ giúp cho bạn có thể gặp sớm người này. Đó chính là một cái việc bạn cần cố gắng điều hòa lại tất cả các mối quan hệ, tránh dây bất hòa. Bởi vì các mối quan hệ nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thực hiện kế hoạch để bạn có thể gặp được người này. Trong cái việc bạn nói chuyện lại với họ, có thể nảy sinh ra những cái mâu thuẫn nho nhỏ. Do đó các bạn phải cải thiện chính bản thân của mình, rèn luyện cho mình điềm tĩnh hơn. Đừng cứ vì những chuyện nhỏ mà đánh mất đi những mối quan hệ mà bạn đã vất vả để tạo dựng nên. Và bởi vì bạn mang một năng lượng của thiên tài, một người biết rất là nhiều việc trong cuộc sống này, nhưng bạn lại không có chuyên tâm vào cái việc gì hết. Mọi thứ bạn biết một chút, khi mà mọi người tiếp xúc với bạn, họ cảm giác bạn rất là thông thái, bạn biết tất cả mọi thứ, nhưng lại bạn không có rành rọc một cái thứ nào hết. Do đó cái lá bài này yêu cầu các bạn phải tập trung vào cái vấn đề mà bạn đang đi trong cuộc sống này, vào tình yêu hoặc vào công việc. Bạn nên chọn một lối đi chính xác nhất cho bản thân của mình. Bởi vì do bạn mang một cái khả năng bạn có biết quá nhiều thứ như vậy, do đó bạn đôi lúc bạn sẽ bị hơi bị là mình hơi bị khoe khoang, mình nói những cái điều đó làm tổn thương người khác. Vô hình chung các bạn sẽ tạo một cảm giác gây áp lực cho người yêu của mình. Và nếu như bạn bỏ đi cái sự nóng tính của mình nè, bớt đi cái phần hiếu thắng, thì tất cả những cái nguyên nhân gây ra sự thất bại tình yêu của bạn là đến từ đây. Bởi vì bạn quá là nhiệt quyết, bạn có nhiều cái tốt đẹp quá, bạn tìm mọi cách để được đối phương chú ý, nhưng bạn quên rằng bạn phải học cách tế nhị hơn để cho một cái mối quan hệ nó thật sự lãng mạn. Vấn đề ở đây là các bạn cần phải quan tâm chăm sóc đến người khác qua những lời nói và biết lắng nghe. Bởi vì bạn phải làm sao mình để trở thành một cái người mà những người xung quanh muốn ở gần bạn. Không ai muốn ở gần cái người mà khoe khoang hoặc là cái người đó hiếu thắng nóng tính nữa các bạn ơi. Người ta thích ở gần những người mà gây sự dễ chịu và thoải mái. Bởi vì bạn thực sự rất là tốt, bạn biết quan tâm người khác. Nhưng mà đôi khi những cái tật xấu này nó gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của các bạn, dễ làm cho đối phương bạn thất vọng rất là nhiều. Và thêm một bài học nữa là bởi vì bạn có một đầu óc rất sắc sảo, bạn diễn thuyết rất là hay, bạn biết cách giao tiếp. Do đó các bạn cần phải học cách là học cách khiêm tốn lại. Bởi vì khi chúng ta thành công, lúa mà chín thì thành ra từng cúi đầu các bạn. Bởi vì mình khiêm tốn sẽ được người khác đánh giá cao hơn rất là nhiều. Lá bài số 2 sẽ là cái thứ mà nó cản trở bạn đến với tình yêu và sớm gặp lại người này là gì. Các bạn có lá 2 ly. Khi mà lá bài 2 ly này xuất hiện, nó chứng tỏ là các bạn cần phải cân bằng lại bản thân bằng cách kiểm soát lại bản cảm xúc của chính mình. Cái vấn đề bạn gặp ở đây là các bạn không có điều khiển cảm xúc của mình. Các bạn quá là nóng giận, các bạn để cho cảm xúc đó cuốn đi. Do đó các bạn có những hành động rất là bồng bột. Cái vấn đề ở đây là các bạn phải bỏ cái tôi mình xuống một chút. Hãy là chính mình, hãy cân bằng. Bởi vì nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ các bạn hay một cái trôi chạy một cách rất là tự nhiên. Khi mà trong mối quan hệ các bạn tồn tại quá lâu rồi, thì các bạn phải cân bằng lại tất cả mọi thứ, tránh ra tạo cho nhau cái sự oán giận hay tranh cãi. Bởi vì cái điều này sẽ giết chết cái tình cảm của bạn mà thôi. Và có thể là trong cái tình cảm của các bạn có một cái người bị hun hút bởi một người nào khác, không phải là bạn. Do đó các bạn phải xem xét lại là liệu cái người đó họ có người khác hay chưa, hay là họ vẫn còn
ở với bạn, thì cái điều này mình nên xác định cụ thể để các bạn có nên tiến tới hay không. Đôi khi các bạn nên buông, dừng, thôi dứt cái người này để cho mình không đau khổ. Bởi vì khi người ta đã có một cái người nào khác rồi, bạn không cần phải trở lại, bởi vì trong tim họ không có chứa bạn. Thì dù bạn có làm thì cái nào chăng nữa thì chắc chắn sẽ mãi mãi không thuộc về bạn. Và nếu như bạn cảm thấy mình có cơ hội để trở lại với người này, thì điều này mong là các bạn phải biết cân bằng những khác biệt của hai người và chú ý tạo sự hài hòa về lợi ích chung. Hãy có những cái hoạch định trong tình yêu để phương tới những mục đích chung, chứ không phải là cho riêng cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn nên tìm ở đâu đó trong mối quan hệ của mình cái sự tương đồng trong tình cảm. Việc này nó sẽ tạo động lực cho bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đừng quá khắt khe với đối phương, mà hãy chấp nhận những khuyết điểm như là một phần con người của nhau. Điều này sẽ tạo nên niềm tin lâu dài cho mối quan hệ của hai người. Và bạn có thể sớm gặp người này được thôi, nếu như các bạn đừng có sốt ruột quá. Bạn phải để cho mọi thứ nó thật là thoải mái, thì cái người này xuất hiện sớm nhất có thể. Đây là một cái lá bài chỉ ra cái sự chuyện tình cảm nó có một cái gì đó nó hơi bị trục trặc. Đây là một cái kiểu mối quan hệ nóng vội. Do đó các bạn nên chậm rãi và cảm nhận những tình cảm, những cảm xúc tuyệt đẹp khi hai người ở bên nhau. Điều này sẽ khiến cho đối phương hiểu được rằng bạn thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Và một cái vấn đề nữa là nếu mà hai bạn có tranh cãi, thì nhớ đây không phải là lúc tranh cãi. Đây là lúc mình thể hiện sự khoan dung, bao dung của mình đối với tình yêu nha các bạn. Và lá bài số 3 đó chính là đâu là cái cơ hội tiềm ẩn để các bạn có thể gặp người này và họ sớm gặp lại bạn. Thì các bạn có lá bài The Emperor. Và đây là biểu hiện cho một cái năng lượng nam tính rất là cao. Bởi vì cái người này công bằng nè, họ giàu lòng bác ái lắm. Nhưng bởi vì bạn sẽ khó nhận ra được do họ lạnh lùng và xa cách, những suy nghĩ của người này rất là rõ ràng và đưa ra quyết định một cách là không bàn cãi và đắn đo luôn. Bởi vì họ luôn luôn ưu tiên những cái gì mà thuộc về cái công việc trật tự trong cuộc sống của họ, mà họ hướng tới một cái hàm vọng rất là cao trong cuộc sống này. Và đương nhiên họ sẽ không ngần ngại lỡ bỏ những chướng ngại vật trên con đường tiến tới mục tiêu của chính mình. Và từng bước đi của họ, họ tính toán rất là chi tiết và kỹ lưỡng, theo một cái thế rất là vững vàng và chắc chắn. Nếu như bạn muốn ở bên cạnh người này thì bạn phải giữ được một cái thái độ thực sự là ôn hòa và bao dung. Bởi vì cái người này họ có một cái quyền hành, họ muốn nắm giữ cái vị trí là chủ chốt trong mối quan hệ. Nếu như bạn biết cách lắng nghe, bởi vì bạn đưa ra những lời khuyên thì mình nên nghĩ là các bạn cũng không đưa nên được khuyên vấn này luôn. Bởi vì người gái này là họ có khả năng làm việc độc lập, họ kiểm soát mọi cái vấn đề rất là tốt. Do đó những cái lời khuyên đưa đến cho họ là chẳng khác nào là bạn nói họ sai. Cái điều này là không bao giờ họ chấp nhận được trong cái tình cảm của cái lứa đôi. Trong tình cảm họ luôn luôn muốn mình là cái người quyền lực tối cao nhất. Cái sự tôn chính độc nhất chính là cái điểm mà họ muốn tiến tới trong tình yêu. Cho nên bạn mà có tình cảm với người này á, bạn rất là khó mà có thể ảnh hưởng đến đối phương. Bởi vì người này thật sự là ổn định, cẩn trọng rất là cao. Và chỉ khi người nào họ tìm được cái sự cân bằng trong chính họ, với mong muốn một cái mối quan hệ thật sự lành mạnh, bỏ ra cái việc kiểm soát những gì độc đoán, học cách thỏa hiệp, thì mong rằng họ sẽ có bạn được một cái gì đó tiến tới rất là nhiều. Cái vấn đề cần giải quyết, những vấn đề phát sinh giữa hai người là họ không có muốn cái sự cam kết ở đây. Có thể là họ đang có một cái đối tác khác rồi các bạn. Hai cái lá bài này đều thấy là họ đang mắc kẹt với một cái đối tượng khác nha các bạn ơi. Thì mình nghĩ là các bạn nên xem xét lại việc các bạn có tiếp tục hay không là do các bạn nha. Và nói về cái việc gặp lại hay không, chắc chắn là sẽ có gặp lại. Và cái người này thuộc là về cái yếu tố lửa, là gồm có Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã nha các bạn. Tình cảm của các bạn đang bị thống trị của sự logic đối với cảm xúc, của lý trí đối với trái tim. Bởi vì họ mong muốn thực hiện những ước mơ cho chính họ, do đó họ dẹp qua những cái tình cảm ngoài lề. Cái người này thực sự lúc này họ muốn tiến tới cho sự cá nhân, về sự nghiệp nhiều hơn,
so với tình cảm. Và nếu như các bạn chấp nhận bao dung, các bạn chấp nhận mềm dẻo, bỏ qua cái tôi của mình, thì các bạn có thể hoàn toàn tiến tới mối quan hệ với người này. Bởi vì trải bài là nói là bạn sẽ sớm gặp người này. Và thông điệp người này muốn nói với bạn là gì? Đối với họ, bạn là cái người đến gần họ nhất hơn tất cả những người khác, là trong tim họ đã để cho bạn trong trái tim của họ rồi đó. Và kế tiếp nữa là họ ghi, và họ sẽ sẵn sàng rời bỏ nếu như họ thấy bạn đi với bất cứ người nào. Cái người này có tính sở hữu và chiếm hữu rất là cao, cho nên bạn phải cẩn trọng với cái điều này nha các bạn. Và kế tiếp nữa là lời họ muốn nhắn gửi là gì? Họ thấy là hình như là bạn có vẻ như là hạnh phúc hơn khi mà thiếu vắng họ hay sao á. Họ cảm thấy là cuộc sống của bạn rất là tốt khi mà họ không ở bên cạnh bạn. Và kế đến là thông điệp của tình yêu là gì? Là cái mối quan hệ của bạn đã vượt qua cái giới hạn rồi. Đây không có cơ hội lần thứ hai. Hãy phát triển và chuyển đổi cái cuộc sống của chính mình đi các bạn. Một cái thông điệp rất là buồn ha. Tiếp đến nữa là gì? Tiếp đến là một cái thông điệp tiếp tục là các bạn tình yêu. Nếu như một cái tình yêu vô điều kiện, đó chính là tình yêu của bản thân. Khi bạn biết yêu bản thân mình, tức là cái người khác sẽ yêu bản thân bạn ngay tức khắc. Tức là các bạn hãy tập phát triển bản thân, yêu bản thân mình nhiều hơn, thì từ đó bạn sẽ được người ta yêu thương bạn. Và kế tiếp nữa là con chuồn chuồn, là các bạn phải đem cái ánh sáng của trái tim và hãy làm theo cái tiếng gọi của con tim mình. Đây chính là cái tiếng gọi giúp cho bạn chữa lành cũng như là thay đổi cuộc sống của bạn rất là nhiều. Thực sự cái trải bài này nó nằm ở cái vị trí lưng lực các bạn, được không được? Tại vì hình như mình thấy cái người này họ đang tập trung vào sự nghiệp của họ, và họ cũng có một đối tác khác và họ đang để ý tới ngoài trừ bạn. Nhưng họ biết là trong tim họ là bạn ở gần họ rất nhiều á. Mà ngay cái thời điểm này, nếu như bạn có cơ hội tiếp xúc với họ thì bạn phải nên nhường nhịn, coi như bao dung. Bởi vì cái người này, trừ khi họ học được cách cân bằng cảm xúc cũng cân bằng cái sự quyền lực của họ, thì bạn mới thực sự tìm được hạnh phúc với người này. Các bạn nên suy nghĩ kỹ về cái vấn đề này ha. Hãy tập yêu thương bản thân mình các bạn. Khi mình yêu thương bản thân mình thì tất cả mọi thứ đều khai mở hết trơn á. Lúc đó sẽ có dạng người đến nữa, không cần phải người đó các bạn. Bởi vì mình thấy cái năng lượng của trải bài này bị độc đoán, độc tài quá, bị một chiều quá. Tại sao mình quen người ta mình phải chiều người ta quá vậy mà người ta không chiều mình? Hơi bị bất công, vô lý cho các bạn rất là nhiều. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ con cá nha các bạn. Thì trong trải bài các bạn có lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn sẽ có lá bài Temperance. Và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài thứ hai, đó chính là lá bài Seven of Pentacles, 7 tiền. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài Seven of Wands, 7 gậy. Các bạn hình như hợp với số 7 quá. Và lá bài đầu tiên là cái thứ sẽ giúp các bạn có thể gặp người này sớm nhất có thể, thì các bạn có lá bài The Temperance. Đây là một cái lá bài vô cùng phức tạp trong cái bộ bài của Tarot, bởi vì nó mang một khả năng các bạn phải tiết chế cái hành vi của mình. Và ở đây nó có hai nghĩa luôn các bạn. Là một cái nghĩa là bạn phải không nên làm những cái hành vi mà kém đạo đức, hoặc là bạn không nên sống đạo đức quá. Bởi vì đây là một cái nguồn lực kêu bạn phải cân bằng, hòa hợp. Bạn phải tiết chế là hành vi của mình, tiết chế là kiểm soát cảm xúc các bạn, và chính kiểm soát luôn cái ham muốn dục vọng về vật chất của bạn, có thể là về tình dục, về tiền bạc. Đây là cái lúc mà bạn phải cảm thấy là mình nên sự cân bằng này diễn ra. Bạn đừng có tập trung một cái gì quá nhiều, không có được tập trung vào cái ham muốn nhiều quá, không được tập trung vào vật chất, không được tập trung vào cảm xúc. Bởi vì khi này nó sẽ khiến cho các bạn không có kiểm soát được bản thân của mình, dẫn đến là các bạn sẽ làm những cái việc mà tự phát, mà thiếu nhận thức. Do đó các bạn sẽ tạo ra những cái tình huống nó vô cùng sai trong cái việc bạn gặp phải. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó mong là các bạn phải sống lại với cái bản ngã bên trong của mình, quay về lại với thế giới bên trong, xem mình cần gì, muốn gì, để biết cách điều chế là cái hành xử của mình. Chứ không phải là mình sống dựa trên người khác, không phải mình sống dựa trên vật chất, không dựa trên cái ham muốn nữa. Đây là cái điều mà bạn cần phải biết, là nhận thức sâu sắc về cuộc sống của chính mình. Bởi vì bạn đang sống về bề ngoài rất nhiều, nó khiến cho các bạn rất là mệt mỏi. Bạn không có thể thoát khỏi được cái sự phàm tục ở trên cuộc sống này.
bởi vì bạn không có điều khiển được cảm xúc của chính mình á, cho đó khi bạn gặp điều gì bất như ý trong cuộc sống á, các bạn sẽ bị có một cái thái độ là các bạn bị cực đoan quá mọi chuyện lên. Giống như mình làm lớn chuyện, mặc dù không chuyện không có gì, mà mình làm lớn thiệt lớn cho nó bùng nổ chơi vậy đó. Đây là một cái yếu tố kêu các bạn phải biết lắng nghe nhiều hơn, và biết là sự kiên nhẫn, tìm thấy sự hòa bình và bình lặng trong chính bản thân mình. Từ đó bạn mới tiết chế được cuộc sống nha các bạn. Và có dấu hiệu ở đây, hình như có một số bạn đang trì hoãn cái chuyện yêu đương. Các bạn xem trái bài này, hình như là các bạn cũng không muốn yêu lắm, xem chơi cho vui thôi, vì bạn sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, mục tiêu các bạn. Và có một số trường hợp là các bạn đang phân vân ở giữa hai người, và các bạn không biết là nên chọn người nào. Mà mình khuyên các bạn nha, bạn mà cân nhắc kiểu này á, thì hai người này sẽ mất kiên nhẫn, và tệ hơn là bạn sẽ không có người nào hết á, nếu như các bạn cứ chần chừ mãi như vậy. Do đó bạn phải thể hiện là mình chọn một cái người nào theo tiếng gọi con tim mình, chứ không phải dựa trên vật chất và ham muốn nha các bạn. Và lá bài thứ hai chính là lá bài bảy tiền, chính là cái thứ sẽ cản trở bạn để bạn có thể gặp lại người này. Và đây là cái thứ là bạn cảm thấy là mình đã bỏ công bỏ sức rất nhiều cho cái mối tình này. Bạn cảm thấy là bạn tại sao bạn làm quá nhiều rồi, làm tới quá mức tính nổi, bạn cảm thấy là tại sao mình làm nhiều vậy mà không được đền đáp gì hết trơn vậy. Mà tại sao cái người này sẵn sàng bỏ bạn đi mà không thèm đếm xỉa tới bạn. Cái vấn đề này nó báo hiệu là các bạn phải có sự thay đổi về cách mà các bạn thể hiện trong tình cảm này. Đôi khi các bạn làm quá mức cho phép, bạn cứ cho đi nhiều quá cũng không được các bạn, hoặc là bạn ích kỷ quá không được. Cái vấn đề này hình như là bạn bị làm quá mọi chuyện lên. Mọi chuyện mình ở cân bằng, biết cho và nhận. Bởi vì bạn không thể cho thiệt nhiều mà bạn cũng không nhận thiệt nhận cũng không được. Cho và nhận phải cân bằng. Đây là cái điều cho thấy là cái vấn đề bạn phải suy ngẫm về những điều bạn đang làm nha các bạn. Nó khiến cho các bạn không có được gì đâu khi các bạn tiếp tục làm về cái điều này. Và có một cái lời khuyên là bạn nên dùng cái năng lượng của mình đó, tập trung vào những gì bạn muốn. Ví dụ như bạn muốn về tình cảm thì tập trung vào nó, hay là sự nghiệp bạn tập trung vào nó, chứ không có lan man nữa. Đánh giá lại những cái gì bạn làm từ trước đến nay, xem đó, thực tế nó đem lại cho bạn kết quả có tốt hay không, đúng như mong đợi không. Nếu như bạn làm hoài mà người ta vẫn trì hoãn không muốn gặp bạn, thì tại sao bạn làm hoài vậy? Cái này nó chứng tỏ là cái điều này bạn đầu tư sai chỗ rồi các bạn. Khi mà lá bài xuất hiện cho thấy là các bạn đang bị sa lầy vào sự mệt mỏi và thiếu sự phát triển của mối quan hệ, cả hai bạn cần cái thời gian để là xem là cái tôi mình cần gì và muốn gì, xem là cái chuẩn mực tình yêu của cả hai là như thế nào. Dấu hiệu là một trong cả hai là đang không có nỗ lực trong tình cảm này, có thể là bạn và có thể là họ, do đó mà dẫn đến các bạn thất vọng về mối quan hệ này không tiến triển như các bạn mong muốn. Các bạn thấy nỗ lực của mình đang bị lãng phí rất là nhiều. Dù cái vấn đề là gì á, bạn cần phải dừng lại và ghi nhận là những gì quan trọng trong cuộc sống của bạn, hãy tập trung nỗ lực để mang lại cái điều đó cho bạn. Tập trung suy nghĩ lại hoàn toàn những kế hoạch đã thực hiện cùng với người đó, quyết định xem là như vậy là bạn có muốn tiến tới với người này hay không. Hãy nên là dừng lại, không tiếp tục nữa. Và cái người này sẽ không có đến gõ cửa nhà bạn đâu. Muốn gặp người này thì các bạn phải nỗ lực để đi gặp gỡ người này thôi. Nhưng mà bạn phải chú ý cho mình đó, đừng cố gắng quá mức để dẫn đến sự thiếu thốn và sự tuyệt vọng, thiếu tôn trọng từ người này. Hãy cố gắng nhưng mà đừng kiểm soát mọi thứ, hoặc là thúc ép cho nó tiến triển thật nhanh theo ý muốn của bạn, bởi vì không có được. Cái gì cũng vậy, cân bằng lại mọi thứ, suy xét lại bạn có nên tiếp tục mối quan hệ này không, thì là điều các bạn phải xem lại nha các bạn. Tiếp đến là các bạn có lá bài sẽ nói là cái thứ gì sẽ thấy tiềm năng để cái người này gặp bạn là như thế nào. Và cái người này cũng thuộc về cung lửa như các bạn, có thể là sư tử, nhân mã, bạch dương. Và số 7 là cái số 7 là các bạn có thể là cái số 9 của hai người. Và cái vấn đề mà mình muốn nói ở đây là khi bạn gặp lá bài bảy gậy này thì chứng tỏ là cái mối quan hệ các bạn cần phải làm gì. Các bạn phải tạo được cái niềm tin của chính bạn
Bởi vì nếu như các bạn cảm thấy mình nhượng bộ hoài là cũng không có được. Nhiều khi mình phải thấy là nếu mà mình tình yêu này mình có thể bỏ cuộc thì các bạn nên bỏ, nên dừng lại. Nó biểu thị cái sự phải thừa nhận sự thất bại, đầu hàng. Một cái năng lượng cho thấy là cái điều gì đó mà bạn đang quan tâm đó, nó khiến cho bạn kiệt sức và hao mòn rất là nhiều. Do đó các bạn phải tìm thấy là cái sự tự tôn của chính mình. Đừng để mất cái quyền lực, tự mất đi cái sự kiểm soát chính bản thân các bạn. Do đó các bạn hãy suy nghĩ lại về cái vấn đề này. Khi mà bạn cảm thấy là mình đã rời ra khỏi cái tình cảm người này rồi và có người khác đã thay thế vị trí của bạn á, thì các bạn đừng có chịu đựng nữa. Bởi vì cái cuộc cạnh tranh này là cuộc cạnh tranh bất tận, mà các bạn cảm thấy là rất là kiệt quệ. Bởi vì khi bạn cứ tham vọng không muốn buông bỏ cái người này, nó khiến cho bạn bất lực rất là nhiều. Bởi vì người ta đã có chọn bạn đâu mà bạn đấu tranh. Tình cảm là thứ không thể ép buộc nha các bạn. Tình cảm là thứ niềm tin xây dựng từ cái hai bên, chứ không phải là một chiều. Cái gì cũng vậy, khi mà bạn cố gắng một mình bạn, tình cảm một từ phía bạn, chính là bạn đang chơi một cái ván bài mà biết là thua trước luôn rồi, không cần phải rơi kết cục luôn, đường nào cũng thua luôn. Nếu như bạn muốn đấu tranh cho tình cảm này cũng được, nhưng bạn phải cân nhắc một cái điều này. Bạn nên là bảo vệ cho cái tình cảm của mình, đồng thời bạn cũng phải bảo vệ cho chính mình. Đừng để cho người khác xen vào và phá hoại mối quan hệ các bạn. Đây là cái thời điểm bạn và người yêu của bạn trước đây hoặc trước kia đã tranh cãi rất là nhiều. Mong là các bạn sẽ tìm thấy cái điểm chung và thỏa hiệp bằng cách là ngồi xuống nói chuyện. Có dấu hiệu là các bạn đã quá rụt rè trong cái việc nói lên tiếng nói của chính mình. Bạn hãy can đảm lên, nói lên tiếng nói của chính mình bằng với thái độ bao dung và khiêm tốn. Đừng cho mình quá tự cao hóng hách sẽ giết chết tình cảm. Bởi vì ai cũng muốn ở gần một cái người đem cho họ sự thoải mái, đem sự khuyến khích, đem sự yêu thương. Do đó các bạn hãy bỏ cái tôi mình xuống, mình khiêm tốn lại nè, để cho bọn mình có không gian mở ra để bạn và họ lùa lại một bước, nói chuyện cụ thể hơn, xem là cái vấn đề này như thế nào. Và do cái lá bài này nó đi với cái lá bài là 7 tiền á, chứng tỏ là các bạn phải thấy là mình tạo nên giá trị của mình trong tình cảm, giúp cho các bạn sẽ tự tin hơn. Do đó bạn phải nắm bắt những thay đổi, dồn hết sức vào cái việc bạn phát triển bản thân của mình. Thì lá bài này, hai lá bài này sẽ biết là bạn sẽ thành công nếu như bạn biết tập trung vào chính bản thân bạn. Và cái người này sẽ tiến tới với các bạn nếu như bạn chấp nhận cái sự mà bạn chung chạy với người ta, hoặc là các bạn thấy cái sự thiếu tôn trọng từ người này. Bởi điều này các bạn sẽ đấu tranh giữ cái tình cảm của bạn, với điều kiện là bạn phải chấp nhận chịu đựng cái nỗi đau, sự phản kháng và sự phán xét của người khác trong cái thời gian mà bạn muốn có bạn và họ có thể tiến tới gặp nhau một lần nữa. Thực sự lá bài nó cũng có cơ hội là bạn sẽ gặp người này đó, nhưng mà cái cặp của người này là do bạn chịu đựng hay không. Bạn nên đặt cái giới hạn cho bản thân mình như thế nào, do bạn quyết định ha. Và thông điệp người này muốn gửi cho các bạn là gì? Và nếu như gặp lại, họ sẽ nói được cái cảm xúc của họ ngay cái thời điểm này cho bạn biết. Và họ đây là cái thời gian để cho họ có thể chữa lành được cái những cái vết thương lòng của chính người này. Bởi vì họ cũng đang trong quá trình phát triển bản thân, chữa lành những cái tổn thương khi xưa. Và kế tiếp nữa là lá bài là gì? Họ sẽ cảm thấy là hình như là họ làm cho mọi thứ rối tung lên hết rồi. Bản thân người này đã nhìn thấy được cái lỗi lầm của chính họ trong cái mối tình cảm của cả hai. Mà cái thông điệp về tình yêu là gì? Đó chính là đây là cái thời điểm như con thiền vậy, nó sẽ cho các bạn nhận được những gì mà bạn cần. Đây là tiến trình rất là tiến tới các bạn. Do đó các bạn sẽ bỏ qua những cái tiêu cực trong cuộc sống. Và kế tiếp nữa là lá bài về tình yêu là gì? Thông điệp của tình yêu là cái mặt nạ. Có dấu hiệu là các bạn đang sống qua một cái mặt nạ, bởi vì các bạn không muốn cho người yêu của bạn thấy được cái sự thật con người bạn là gì. Do bạn quá đam mê cái tình cảm này, bạn muốn cái sự si mê nó che mắt các bạn rồi, bạn không sống thật với chính bản thân của bạn. Kết thúc trải bài là hy vọng các bạn sẽ sống là chính mình. Các bạn nên biết điểm dừng, các bạn đừng có si mê quá và các bạn đã dồn hết sức lực của mình vào đó, mà kết quả là các bạn sống thông thật với mình. Tại sao vậy các bạn? Mình phải cần sống với đúng mình. Khi mình là chính mình thì tất cả thế giới này mới khai mở được. Bạn sống với một cái mặt nạ vì chỉ muốn được tình cảm người đó, để bạn bất chấp, bạn hy sinh quá nhiều rồi.
bạn nên ngừng lại cái vấn đề này, xem xét lại bạn có nên tiếp tục hay không. Thì mình hy vọng các bạn sẽ tìm thấy được ánh sáng trong cái vòng tối các bạn, bởi vì thấy rất mịt mù quá à. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.